Thế nào được gọi là người khổ đau? Người khổ đau nhất là người không biết đủ. Người khổ đau là người bị đồng tiền chi phối, bị tình yêu làm chủ, và mình không được làm chủ điều gì cả. Mình bị đồng tiền và tình yêu chi phối, làm cho mình khổ đau. Và mình bị người khác chi phối qua lời nói. Mình sống trên miệng lưỡi sai của người khác, thì đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Tại sao lại không làm chủ mọi thứ? Làm chủ đồng tiền, làm chủ tình yêu. Hãy tập trung quay về nhìn lại chính mình. Mình cần phải hiểu rằng tất cả con người chúng ta, ai ai cũng cần phải học đạo. Đó là học đạo đức làm người. Nếu như xã hội này mà mất đi giá trị đạo đức thì chắc chắn sẽ đảo loạn, sẽ trở thành một địa ngục trần gian. Con người ta sẽ chà đạp lên nhau vì đồng tiền, vì sự ham muốn hưởng thụ của chính bản thân họ không biết kìm chế. Trái đất sẽ trở thành lạnh lẽo hơn, thiếu đi sự ấm áp của tình người. Vậy nên muốn làm chủ được đồng tiền, làm chủ được mọi thứ thì cần phải học đạo đức. Bởi vì quá khổ đau là khi ta đang thiếu môn học đạo đức. Bởi vì bị đồng tiền chi phối, cứ đi vào luồng xoáy của đồng tiền thì ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên. Nên hiểu một điều rằng tất cả con người chúng ta không ai là không cần tiền. Bởi vì có thực mới vực được đạo. Nhưng không đến nỗi là không có đồ ăn mà. Cũng có nhà để ở, dù là nhà thuê, cũng là tốt rồi. Nên học cách biết đủ và bình tĩnh làm việc, tu tâm dưỡng tính. Đến đâu thì đến, tính trước thì bước sẽ chẳng qua đâu. Hãy cứ quay về mà học đạo mỗi ngày. Dần dần bạn sẽ có phước báu, biết nhận ra đâu là hạnh phúc, biết trân trọng những phút giây hiện tại, không trèo quá cao, quá tầm với của mình. Bởi vì trèo cao thì ngã sẽ rất đau. Sức của mình đến đâu thì hưởng đến đó. Đừng mong cầu quá cao sang, đừng thể hiện khoe mẽ làm chi. Tất cả sự khoe mẽ chỉ là giá trị ảo. Có như nào thì dùng như vậy. Đừng thấy người ta hơn mình rồi sốt sáng lên muốn giống người ta. Tâm đó là tâm sai và sẽ không làm chủ được bất kỳ điều gì đâu. Một người không biết làm chủ tất cả thì người đó sẽ rất khổ đau. Cần phải biết làm chủ chính mình nha các bạn.